Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm Tin Bóng Đá. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với phần cập nhật tin tức bóng đá mới nhất trong ngày hôm nay mùng 4 tháng 10. Trong bản tin này xin gửi tới quý vị và các bạn những tin tức chính sau đây. Người hùng Thường Châu trở lại khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo nhẹ người. Các tên nào sẽ cùng thầy Park sang Pháp tranh World Cup thu nhỏ? Phía Đức Nguyễn sáng cửa thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Người hùng Thường Châu trở lại khiến huấn luyện viên Park Hang-seo nhẹ người. Vũ Văn Thanh đang dần lấy lại phong độ đỉnh cao và gây ấn tượng mạnh với huấn luyện viên Park Hang-seo khi ông đến Pleiku dự khán trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai đối đầu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, ở vòng đấu thứ 13 của V-League 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đích thân đến sân Pleiku để theo dõi trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận đấu này, Vũ Văn Thanh đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ với ông thầy người Hàn Quốc trong chiến thắng đậm đà 5-2 của đội bóng Phố Núi trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc góp phần mình vào thành công chung của toàn đội, Văn Thanh còn trực tiếp điền tên lên bảng tỷ số một lần trong trận đấu này. Đó là một pha xử lý gọn gàng và rất lạnh lùng, đúng với phong cách thường thấy ở Anh. Hồi tháng 8 vừa qua, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã điền tên Vũ Văn Thanh vào danh sách tập trung đội tuyển. Đáng tiếc là do vòng loại World Cup khu vực châu Á bị dời sang năm sau, nên thầy Park vẫn chưa thể xem dò cậu học trò cưng. Mãi đến khi trực tiếp đến sân Pleiku dự khán, thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam mới chứng kiến sự trở lại phong độ cao của Vũ Văn Thanh. Anh lấy lại tốc độ trong các tình huống leo biên và cả sự hiệu quả khi áp sát khung thành đối phương. Văn Thanh từng là cái tên số 1, anh được đóng đinh ở vị trí hậu vệ cánh phải trong sơ đồ chiến thuật của các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ thuộc biên chế của Hoàng Anh Gia Lai này tỏa sáng ở AFF Cup 2016, vòng chung kết U23 châu Á 2018. Sau đó thì cầu thủ người Hải Dương đã không may dính phải chấn thương và người được chọn thay thế anh là Nguyễn Trọng Hoàng. Trong vai trò đóng thế, cầu thủ người Nghệ An thi đấu quá tốt và nổi lên ở AFF Cup 2018. Trọng Hoàng chơi tốt dần lên từ đó, nhưng cầu thủ đa năng này lại thường xuyên dính chấn thương. Dù chỉ chấn thương nhẹ nhưng cũng ảnh hưởng nhiều đến phong độ thi đấu của anh. Thêm vào đó, Trọng Hoàng đến nay đã ngoài 30 tuổi, anh đang dần bước sang bờ dốc bên kia của sự nghiệp cầu thủ. Vì vậy mà huấn luyện viên Park Hang-seo buộc phải nghĩ đến phương án thay thế cho vị trí mà lão tướng này đang đảm nhận. Một lần nữa, thầy Park lại gặp may. Khi Trọng Hoàng dần yếu đi về thể lực thì Vũ Văn Thanh có phong độ tốt, còn nhớ là cầu thủ người Hải Dương từng rất nhanh, mạnh và chơi trực diện tại AFF Cup 2016 và vòng chung kết U23 châu Á. Hiện tại, Văn Thanh đã tìm lại được phiên bản tốt nhất của mình và thể hiện trong màu áo đội bóng Phố Núi. Thầy Park cùng các cộng sự chắc chắn sẽ không thể nào bỏ qua một cái tên chất lượng như Vũ Văn Thanh. Chắc chắn là Văn Thanh sẽ lại là một cái tên cực kỳ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ông thầy người Hàn Quốc trong thời gian tới đây. Thêm một điều đáng chú ý là sự trở lại phong độ cao của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai còn rất đúng thời điểm khi mà huấn luyện viên Park Hang-seo cần một đáp án cho bài toán nan giải mang tên vị trí hậu vệ phải do Trọng Hoàng nắm giữ. Cái tên nào sẽ cùng huấn luyện viên Park Hang-seo sang Pháp tranh World Cup thu nhỏ? Như đã thông tin, U22 Việt Nam nhiều khả năng sẽ sang Pháp dự giải giao hữu Toulon Cup từ 23 tháng 12 năm 2020 đến ngày 7 tháng 1 năm 2021. Đây chính là cơ hội cho hàng loạt những gương mặt triển vọng của bóng đá Việt Nam có cơ hội được cọ sát với những đối thủ cực mạnh. Thưa quý vị và các bạn, sau khi tình hình dịch bệnh tạm lắng xuống, Liên đoàn bóng đá Pháp đã quyết định kích hoạt trở lại giải đấu trẻ và gửi thư mời U22 Việt Nam tham dự. Chia sẻ với báo giới, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF ông Trần Quốc Tuấn xác nhận đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tham dự giải đấu này. Theo kế hoạch thì giải này sẽ diễn ra vào tháng 6 vừa rồi với sự hiện diện của 12 đội tuyển trẻ, nhưng vì dịch Covid-19 nên phải lùi lại đến cuối năm nay. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Pháp đã gửi thư mời đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam để đề nghị xác nhận lại khả năng tham dự. Sau khi thảo luận với huấn luyện viên Park Hang-seo, lãnh đạo VFF đã thống nhất là cử đội tuyển U22 Việt Nam tham dự Toulon Cup với mục đích là cọ sát chuẩn bị cho SEA Games 2021 trên sân nhà cũng như vòng loại U23 châu Á 2021. Dự kiến là vào đầu tháng 12 tới đây, sau khi kết thúc vòng chung kết U21 quốc gia, đội U22 Việt Nam sẽ hội quân trở lại khoảng 30 cầu thủ. Đội sẽ trải qua 2 tuần tập luyện trước khi khởi hành sang Pháp vào ngày 18 tháng 12 hoặc ngày 19 tháng 12 để thi đấu trận đầu tiên vào ngày 23 tháng 12. Hiện tại, huấn luyện viên người Hàn Quốc đã có trong tay những cầu thủ ưng ý mà ông chọn lọc từ 47 cầu thủ tập trung hồi tháng 8 vừa qua. Những cái tên đang chơi nổi bật ở V-League sinh năm 1999, sinh năm 2000 như Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân, Lý Công Hoàng Anh, Dụng Quang Nho, Đặng Văn Lắm, Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hồng Sơn hay ở hạng nhất như Lê Minh Bình, Nguyễn Hữu Thắng,
nhiều khả năng sẽ có tên trong thành phần đội U22 Việt Nam sang Pháp du đấu. Giải bóng đá quốc tế Toulon hiện đã có 10 đội xác nhận, bao gồm Nhật Bản, Úc, Việt Nam ở châu Á, Congo, Bờ Biển Cà, Maroc ở châu Phi, Mexico ở châu Mỹ, Anh, Pháp, Rumani ở châu Âu. Ban tổ chức còn chờ thêm 2 đội nữa xác nhận để chia 12 đội thành 3 bảng thi đấu vòng tròn. Sau đó, các đội lần lượt đấu chéo và xếp hạng. Giải mang tính cọ sát rất cao khi các đội đều thi đấu ít nhất từ 5 đến 6 trận và xếp hạng từ thứ nhất đến thứ 12. Đây là một giải đấu lâu đời tại Pháp, được xem như một World Cup thu nhỏ dành cho các đội tuyển trẻ. Và đây cũng là nơi mà nhiều siêu sao thế giới bắt đầu nổi danh. Phi Đức Nguyễn sáng cửa thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thủ môn Phi Đức Nguyễn mới đây đã không có tên trong danh sách triệu tập mới nhất của đội tuyển Cộng hòa Séc thi đấu trong tháng 10 này. Huấn luyện viên Jaroslav vừa công bố danh sách triệu tập đội tuyển Cộng hòa Séc chuẩn bị cho các trận đấu với đảo Síp ngày 7 tháng 10, Israel ngày 11 tháng 10, Scotland ngày 14 tháng 10. Trong bản danh sách này, huấn luyện viên 58 tuổi gọi 3 thủ môn vốn thường xuyên có mặt ở những đợt tập trung trước. Điều này cũng đồng nghĩa là thủ thành Việt Kiều Phi Đức Nguyễn không được triệu tập ở lần tập trung này. Tháng trước, Phi Đức Nguyễn được triệu tập lên đội tuyển Cộng hòa Séc chuẩn bị cho trận đấu với Scotland trong bối cảnh mà đội hình chính phải cách ly vì dịch Covid-19. Tuy nhiên thì thủ thành có bố là người Việt, không được bắt chính và không được ra sân một phút nào. Do đó, Phi Đức Nguyễn vẫn còn nguyên cơ hội chơi cho đội tuyển Việt Nam. Mới đây, Phi Đức Nguyễn đã cùng câu lạc bộ Slovan Liberec của Cộng hòa Séc giành quyền tham dự vòng bảng Europa League. Đội bóng của anh vượt qua APOEL Nicosia của đảo Síp ở vòng loại trực tiếp nhờ bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 90+5. Trên trang cá nhân của mình, Phi Đức Nguyễn chia sẻ trạng thái phấn khích cùng lời chào tới sân chơi Europa League. Tại vòng loại Europa League, Slovan Liberec thắng 5-1 trước câu lạc bộ Trika của Litva. Sau đó ở vòng loại thứ 3, Liberec tiếp tục giành chiến thắng 2-0 trước đại diện của Rumani. Trong cả 3 trận đấu tại vòng loại Europa League, Phi Đức Nguyễn đều là người bắt chính và anh chỉ một lần phải vào lưới nhặt bóng. Đây là lần thứ 3 Slovan Liberec góp mặt ở vòng bảng Europa League sau các mùa 2013, 2014, 2015, 2016 và 2016-2017. Tuy nhiên chưa lần nào đội bóng của Séc vượt qua được vòng bảng. Trong quá khứ thì Slovan Liberec từng lọt tới tứ kết UEFA Cup mùa giải 2001-2002, nơi họ dừng bước trước Borussia Dortmund sau khi để thua với tổng tỷ số 0-4 sau 2 lượt trận. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đường ai nấy đi với bạn gái Hoàng Anh Ốc, mới đây cộng đồng mạng phát hiện danh sách Instagram cầu thủ Đoàn Văn Hậu theo dõi, bất ngờ có thêm tài khoản của Doãn Hải My, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020. Đây là cô gái Việt Nam duy nhất mà Văn Hậu theo dõi. Động thái này làm rộ lên nghi vấn cả hai đang hẹn hò. Tuy nhiên người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng. Doãn Hải My sinh năm 2001, được gọi là bản sao của diễn viên Nhã Phương. Cô là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị Hoa hậu 2020. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.